Nhiều người chúng ta đi chùa hoặc là nhiều Phật tử á, mình biết được ngôi chùa chuyên tu gì, mình đi đến đây mình cộng tu cũng được. Sẵn dịp ăn chay trong tháng 7, sắp xếp được đi đến đây ở tu. Mỗi ngày miêm mặt lo niệm Phật đi, cứ chăng thật lên chánh điện niệm Phật, đừng có dính dáng gì cái chuyện ở trong chùa. Rồi quý vị sẽ thấy cái kết quả của ở trong chùa quý vị tu. Đừng có dính nghe à, đừng có dính cái việc ở trong chùa nghe. Dính vô việc trong chùa còn có chừng sanh phiền não đó à. Đây là tôi nhắc bao nhiêu lần, việc gì làm được ở trong chùa một chút thì làm, đừng nên dính vào nhân sự trong chùa. Nhắc quý vị nhớ đó à, đó. Nên mình ở nhà mình á, lo cho chồng, lo cho cha, cho mẹ, nó dính vô cái chuyện lo đó. Lúc được gì, lúc được kia nó đã thấy mệt mỏi rồi. Thôi, đi vô trong chùa có nghề nghiệp gì á, phục vụ chung chung thì ngon. Đừng có đem cái nghề ra phục vụ cá nhân nha. Nhớ á, à, phục vụ cá nhân trong chùa có chừng phiền não đó nghe quý vị. Nhớ đó. Nên vô chùa lo niệm Phật đi. Lo niệm Phật là đặc biệt nhất. Cái đó là cái đặc biệt nhất của hàng Phật tử khi đi vô chùa cộng tu. Đừng có dính vô, đừng có nói việc này tôi làm là đại công đức. Không có cái công đức nào làm bằng niệm Phật hết. Niệm Phật là công đức lớn nhất. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nên cái người ở trong chùa mình bây giờ quý vị nhớ nghe, ở đây là phước báo nhân duyên lớn á chùa. Nếu quý vị mà không niệm Phật, đố quý vị mà ở trong chùa này được. Bất cứ một cái người nào trong chùa mình mà nghe câu Phật hiệu mà nhức đầu là người này sẽ ra khỏi ngôi chùa tu tịnh độ liền. Ra khỏi ngôi chùa tu tịnh độ liền. Con người mình sống trong cuộc đời này quý vị, có lúc á mình vui, có lúc mình buồn, chuyện này nó bình thường. Còn có người mà thường vui á thì quá tốt rồi. Còn một con người mà lúc nào cũng âu sầu á, cái mặt âu sầu á, mặt âu sầu là mặt sao? Chào chị. Đó, lỡ khóc lỡ cười. Cái người lỡ khóc lỡ cười là ai mà chào mình, chào chị, nó lỡ khóc lỡ cười đó. Cái người này là cái người thê thảm. Thà con người này có lúc buồn, xong mình niệm Phật mà nay buồn chi, vui, vui thời gian. Có lúc buồn, buồn, buồn có ý nghĩa gì? Vui, người này được. Còn có người mà thường vui thì quá đạt. Còn có người mà lúc nào cũng buồn, thôi chịu thua, bó tay, âu sầu. Gọi là con người này gọi là tần số thấp. Tần số này nó quá thấp, hiểu không? Bệnh tình nó dễ bám víu người này. Còn có người mà lúc nào cũng là sống tích cực thì tần số này ít bệnh. Dù có bệnh cũng tự hết nữa. Tích cực là sao? Thường nghĩ thiện pháp, thường niệm Phật, không buồn giận ai để trong tâm. Đây là một cái lối sống tích cực. Mà con người này ít bao giờ bệnh lắm, bệnh cũng tự hết nữa. Nó lạ lắm à, phải nhớ đó nghe. Nó mình đi đến chùa mình nghe gì cái, tại sao mình không sống tích cực đi? Bây giờ con cái của mình nó có phước là tự nó có phần à, yên tâm đi. Mình có đặt để nó mà nó không có phước đó, nó không được nữa. Nên cái người mà học đạo khôn á, là mình rèn cho con mình cái phước chứ không phải là để của cho con. Mình tạo dựng cho con mình cái phước trong mạng á, thì con mình đi đâu nó cũng thành đạt. Còn nếu như mà mình không tạo cái phước trong mạng cho con á, mà quý vị để tiền mà con mình nó không biết thương người á, thì quý vị có để của cải lớn cỡ nào để cho nó cũng không cầm được. Vì trong mạng không có phước sao cầm. Suy nghĩ đi, trong mạng có phước sao cầm. Đó. Nên á, mình á, học Phật là gì? Là học phương pháp. Học phương pháp sống vui nè, học phương pháp không buồn giận người để trong tâm nè. Thì biết vì sao mà mình làm được mình không buồn giận người để trong tâm lâu không? Vì khi mình buồn giận người để trong tâm lâu mình sẽ khổ lắm. Quý vị hãy ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Suy nghĩ không ra thì mình gác chân lên trán mình suy nghĩ à, kéo cái chân mạnh lên gác lên trán suy nghĩ. Suy nghĩ bây giờ hai chồng thí dụ như
em mà dặn anh mấy ngày nay em ăn không ngon, ngủ không có yên, bây giờ có tiếp tục dặn nữa hay không? 3 ngày rồi mà xuống cái 2 ký rồi, thấy cái mặt bữa nay héo queo rồi, dặn mà xấu quá. Bây giờ mình nghĩ kỹ, mình có nên tiếp tục dặn nữa hay không én? Mình suy nghĩ kỹ coi mình còn dặn nữa không én. Lúc đó mình trả lời không, én ơi đừng dặn nữa én à, không có ý nghĩa gì hết én ơi, thấy chưa? Đó. Còn mấy chú mà lỡ mình dặn ai đó, mình dặn 2-3 ngày xong mình ngồi mình suy nghĩ lại, cái dặn này mấy ngày nay mình được cái lợi ích gì? Bản thân mình được lợi ích gì? Ăn không ngon, ngủ không yên, được lợi ích gì? Mình suy nghĩ từ từ rồi cái sự giận hờn của mình càng ngày càng giảm lại. Mà muốn giảm lại thì tiếp tục đưa câu mặc hiệu ra. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thấy chưa? Phải niệm Phật. Nó thì tự nhiên mình sẽ thấy mình an vui. Vì sao? Vì mình nghĩ tương lai mình là người ở thế giới cực lạc. Bây giờ mình sống ở cõi đời này mình như thế nào? Nhưng mình nghĩ tương lai mình ở cực lạc. Nghe chưa? Tương lai mình nghĩ mình ở cực lạc. Mình là người gian ở thế giới cực lạc. Mà đã là mình là người gian ở thế giới cực lạc thì mình tranh đấu cái gì ở đây? Mình tranh giành cái gì ở đây làm chi? Mình đâu có nghĩ mình ở đây đâu. Mình nghĩ mình ở cực lạc. Mà nhớ nghe, mình mà ở cực lạc mà mình trở xuống đây á, là cái cảnh giới bị bao la. Vì người ở thế giới cực lạc phước lớn cực kỳ, nên khi mình trở đến một cái quốc độ nào mình độ sanh thì mình rất đầy đủ. Còn mình ở đây tranh giành không được mà còn đi xuống nữa. Tại vì cái tâm tham, sân hận, ngu si, 3 cái tâm này nó đẩy mình xuống tam độ ác đạo. Còn mình thông hiểu rồi, mình hướng về cực lạc, hướng về cực lạc, tương lai mình trở về đây, cảnh giới mình bao la, phước báo mình cực kỳ lớn. Đó. Bây giờ vợ chồng mình có thương nhau cỡ nào chăng nữa, bây giờ mình hỏi anh ơi, bây giờ 2 vợ chồng mình thương nhau quá trời luôn, thương đến mức mà xa nhau một chút chịu cũng không nổi. Mỗi lần anh mà đi đâu em nhớ thiệt là nhớ, trời ơi thương gì đâu mà được, thương lâm ly bi đát luôn, thương dữ dằn quá. Thằng chồng nói anh cũng vậy, ngày nào mà em đi đâu anh buồn lắm. Căn nhà này không có em, nhà này không có mùa xuân. Mỗi bữa có em ở nhà anh ăn cơm được 3 chén, không có em ở nhà anh ăn 4 chén. Nên từ nơi đó ý nó là ăn ít, nhưng mà mình nói gì cho nó vui, thấy không? Ăn rất là ít. Rồi xong mình hỏi lại, như vậy thì vợ chồng mình thương nhau nhiều gì anh? Rồi chúng ta có thể thương nhau mãi mãi được không anh? Rồi mình có thể mãi mãi ở bên nhau được không anh? Xong chồng nó ngậm ngùi suy nghĩ. Thì thương nhau nhiều vậy, nhưng mà nghe nói đến cái chuyện sống với nhau mãi mãi, anh cảm thấy ngậm ngùi rơi nước mắt. Vì sao? Vì đâu có sống với nhau mãi mãi được đâu. Hiểu chưa? Trong nhà Phật nói là xa lìa khổ, ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ là thương quá xa nhau khổ. Thấy chưa? Mà con người đến với cuộc đời này, tình thương bên nhau cỡ nào thì cũng là ái biệt ly và khổ. Thấy chưa? Rồi xong á mình hỏi anh ơi, bây giờ chúng ta phải tính ra chứ, chúng ta phải suy nghĩ ra chứ.
Năm xưa Đức Thích Ca Mâu Ni cung vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh, ngài đi dạo bốn cửa thành xong ngài về, ngài khoát tâm nhất định phải đi tu, vì sớm muộn gì cũng phải xa người thân, xa cha xa mẹ xa vợ xa con. Tại sao bây giờ mình không tìm ra một con đường giải thoát? Như vậy thì bây giờ mình cũng học giáo Đức Phật. Bây giờ vợ chồng mình có thương cỡ nào thì cũng một ngày nào xa, mình có thương con cỡ nào một ngày nào cũng xa. Anh à, tại sao mình không tính ra một con đường mà để có thể chúng ta sẽ đến đó và chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp mà không xa hả anh? Thấy chưa? Vì thấy giải thích đặc biệt không? Giải thích ra rõ ràng luôn, thấy chưa? Bắt đầu chồng nói tôi cũng muốn như vậy, nhưng mà đi đâu mà đến một cái chỗ mà mình không xa nhau nữa hả bà? Có chỗ anh à, Đức Phật Thích Ca đã tìm ra chỗ đó rồi và chỉ chúng ta rồi. Có một thế giới cực lạc mà khi con người được về đó thì không già, không bệnh, không chết, và chúng ta cùng với người thân mình mãi mãi ở bên nhau anh à. Như vậy thì chúng ta muốn về đó phải làm sao về? Mà cực lạc ở đâu? Bà nói đi, thì tôi mua vé máy bay tôi đưa bà đến đó. Thấy chưa? Tưởng đâu là cực lạc là ở cái xứ sở nào, mình mua vé máy bay bay đến đó. Hiểu không? Tôi gắng cố gắng bán nhà cửa đất đai, tôi mua vé máy bay cho hai vợ chồng mình với hai đứa con là ở cái quốc độ cực lạc. Thì bà vợ mới nói anh à, thế giới cực lạc không có cái phương tiện nào, máy bay nào mà bay đến đó được đâu anh à. Chỉ có niệm Phật, chỉ có ăn chay, biết phóng sanh. Vợ chồng mình cùng niệm Phật, sống trong cuộc đời này biết đủ thường vui. Rồi mình mỗi ngày niệm Phật, đến khi lúc nào thọ mạng của em đi trước thì em về cực lạc trước. Còn chừng nào thọ mạng anh đến, em sẽ cấu anh về sau. Thấy chưa? Như vậy thì nói tóm lại vừa cực lạc làm sao bà? Vợ chồng ta cùng niệm Phật, rồi nhà mình cùng ăn chay, niệm Phật, cùng sống bình yên trong cuộc đời ở cõi này. Rồi đến khi thọ mạng đến thì chúng ta cùng vừa cực lạc. Ông chồng nói được, được. Tôi sẽ phát tâm ăn chay trường cùng với bà, tôi cùng niệm Phật với bà. Rồi mỗi ngày phải làm sao để duy trì được cái tâm niệm Phật đó hả bà? Thì cái bà vợ bà nghe pháp như Đức giảng mỗi ngày á, một câu ai Phật niệm đến cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Bà nói rằng thầy giảng hai buổi cô động khuyên niệm Phật, mình đăng ký vào cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Hiểu chưa? Đăng ký vào trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Giờ chồng mình cùng ngồi nghe pháp mỗi ngày. Tiền bạc có cuộc sống đủ ăn qua ngày là được rồi. Giờ chồng mỗi ngày nghe pháp, rồi cùng niệm Phật sanh cực lạc ông à. Đó, cứ vậy mà làm. Hiểu không? Rồi rồi sáng tối vợ chồng cùng niệm Phật lễ Phật, sống những ngày tháng bình yên. Những đức nói cho vị nghe nghe, dưỡng được cái tâm bình yên thì không bao giờ thiếu thốn. Dưỡng được một cái tâm bình yên không bao giờ thiếu thốn. Vì biết rằng người ta sống ở cõi đời này mà thiếu thốn là do cái tâm bất an. Cái tâm bất an nó diệt phước. Cái tâm bất an diệt phước. Mà đã là bất an thì mặc buồn, mặc buồn thì đoạn duyên. Tâm bất an đoạn phước, mặc buồn đoạn duyên. Duyên phước đã hết làm sao làm giàu. Còn tâm an là tăng phước. Phước báo mà tăng thì duyên tăng. Gương mặt tươi vui là duyên tăng. Duyên phước đã tăng thì tự nhiên thành đạt 100% luôn. Chính bản thân Nhận Đức là xác thực nè. Học lớp 3 ở lại 9 năm. Kinh chưa? Nghĩa là trung thành với trường học, thương cô giáo, không muốn lìa xa trường, trường xưa. Thấy chưa? Học tới lớp 3 mà ở lại 9 năm. Cuối cùng lớp 3 làm lớp trưởng. Người ta thường là lớp trưởng là vì học giỏi người ta làm lớp trưởng để quản lý trường.
Còn mình là do lớn quá, mấy đứa lớp 3 nhỏ nó sợ mình quá nên mình làm lớp trưởng. Quá dữ dằn. Hiểu không? Nhiều cái loại hư hỏng, sai quấy. Nhưng mà từ khi gặp có môn niệm Phật tới giờ chỉ có niệm Phật, mà bây giờ gì mà lo cho gần 2.000 người mỗi ngày. Trong khi bản thân những đức ngày xưa nói rằng bản thân mình một mình lo không xong, nếu mà cưới thêm một con vợ nữa mà tiền đâu cưới vợ. Muốn có vợ nhưng mà không có tiền cưới vợ. Con lần hồi đó quen con nhỏ đó, nó nói anh chỉ cần có một đôi bông thôi, một đôi bông là được rồi, là món quà thôi. Nói đôi bông anh cũng có nữa. Đôi bông cũng có luôn. Thôi được rồi, bye bye anh luôn. Đôi bông mà cũng không có nữa. Nói anh nghèo lắm, đôi bông cũng không có. Thấy chưa, kinh không? Nghèo đến mức vậy đó. Vậy mà từ khi gặp pháp môn niệm Phật, chỉ có niệm Phật và tự nhiên thấy người già, nghĩ rằng tương lai mình cũng già. Rồi cuối cùng niệm Phật không, rồi cứ tự nhiên là ngồi nói chuyện với bà già chơi vậy đó, ngồi nói chuyện tào lao bác sĩ chơi với bà già vậy đó, nói giết rồi lên đây ngồi luôn. Ngộ ghê, thấy rõ ràng không? Quý vị đi hỏi coi, quý vị đi tìm hiểu coi, có ai dạy cho Đức Thuyết Pháp không? Hồi xưa giờ chưa từng nghe nói ai dạy cho Đức Thuyết Pháp chứ. À, nhưng Đức chỉ là nhìn người thuyết pháp, rồi học lớp, học chút, rồi ngồi nói chuyện chơi vậy đó. Vậy mà viết lên đài. Bây giờ thuyết pháp ầm, bữa viết Quan Âm mà giảng gần 20.000 người nghe. Mình nghĩ đơn giản, bây giờ trên mạng cái mặt nhà Đức đầy. Kỳ cục ghê. Hồi nãy, hồi nãy có cái ông đó, ông làm cái mặt mình ngộ tới ghê. Cái tấm hình nhà Đức chắp tay vậy nè, tấm hình mà không biết nó làm sao á, tự nhiên tấm hình nó biết nói chuyện mà nó bớt cái mặt mình lỡ ngộ lắm, giống như là người chắc độc màu da cam. Ừ, cái tấm hình mình chắp tay mình chụp hình gì nè mà không biết sao mà nó làm sao mà bữa nay mình tấm hình nó thuyết pháp luôn, mắc cười lắm. Thì thấy chưa, chỉ có niệm Phật không mà bây giờ trên mạng mà bấm lên thì bấm lên thôi là thấy những đức, và trang nào phần nhiều những đức cũng nhảy vô. Trang nào cũng nhảy vô được chứ. Ghê chưa? Ý nói là nhiều đến mức vậy đó. Một ngày vậy, những buổi giảng như Đức biết bao nhiêu mà nói. Người coi rất đông mà rất nhiều trang chia sẻ. Mà trong khi người này ngày xưa là ai? Con sâu rượu. Nghe nói ớn thiệt. Ngày xưa là gì? Con sâu rượu. Một ngày nào cũng phải uống rượu 2 lần. Sáng uống một chút, chiều uống vài chai bia. Vậy đó mà gặp tịnh độ mà còn có kết quả. Thấy không? Quý vị thấy pháp môn tịnh độ này thù thắng chưa? Quá thù thắng. Nói thiệt á, chỉ cần nắm chắc câu Phật hiệu này là sống cuộc đời có ý nghĩa. Con nít mà niệm Phật là có duyên có phước, người lớn niệm Phật có duyên có phước. Cứ chăng thật niệm Phật đi, cái kết quả cực kỳ lớn. Nên các anh em trong chùa nghe mà bỏ câu Phật hiệu những đức nói tiêu. Mấy anh em làm cái gì cũng không có phước ở trong chùa đặc biệt bằng niệm Phật hết. Nhớ nè, mấy anh em nhớ câu này nè. Niệm Phật làm việc, đừng có gọi là làm việc niệm Phật, mà là mình niệm Phật rồi mình làm việc. Đi từ con đường niệm Phật làm việc, nghe là lúc nào mình cũng niệm Phật mình làm việc là nó đặc biệt dữ lắm. Nhớ nghe, bỏ câu Phật hiệu mà làm việc tức khắc sanh phiền não. Bỏ câu Phật hiệu mà niệm Phật, bỏ câu Phật hiệu mà làm việc là tức khắc sanh phiền não. Nhớ đó, khi bỏ câu Phật hiệu là không có cái tâm hướng đến giải thoát. Mà đã là không có cái tâm hướng đến giải thoát mà làm việc là 100% sạch phước. 100% luôn. Đó, nên tất cả người trong chùa mình ai cũng bồi dưỡng cái tâm tu niệm Phật.
Mình đã đi vô chùa mục tiêu là mình tu giải thoát, chứ đâu phải mình đi vô đây mà mình không tu. Nên bản thân mình tu là nhờ cho mình mà. Nên mình làm việc thì làm, nhưng mà mình rảnh là mình lên chánh điện mình niệm Phật liền, không nói vòng vo chứ nghe. Hoặc rảnh cái là mình ngồi cái góc nào mình A Di Đà Phật, cầm cái máy bấm số nè, A Di Đà Phật bấm. Các cụ à, mình già các cụ ơi, nên mỗi lần mà lên chánh điện tu mà bước ra cái cầm máy bấm số liền, A Di Đà Phật bấm. Tối mấy anh em bố trí đi ghi giùm cho các cụ, để động viên các cụ. Nhớ nghe, phải giúp ích cho các cụ mình siêng năng niệm Phật lên. Niệm Phật đừng có hẹn lần hẹn lựa các cụ. Cơn vô thường nó đến với mình, nó không có hẹn với mình đâu. Nó đến là nó đến. Nhớ nghe các cụ, nó đến là nó đến liền. Hồi sáng nhà Đức làm cái đoạn ký sự của cái bà cô bụng bự. Không mà ngộ lắm. Mỗi lần cái buổi nào mà mình để cái tựa đề lạ lạ, người ta coi đông lắm nha. Hồi sáng làm ký sự đó, chú Tâm Nhiên cũng hỏi, để cái đề gì thầy? Những Đức nói là người bụng bự niệm Phật vãng sanh. Đưa lên mới có mấy tiếng mà 15.000 người coi. Người bụng bự niệm Phật vãng sanh. Mọi vị coi cái vị thấy mình sẽ tinh tấn niệm Phật. Ngày xưa bả làm kế toán ngân hàng, mà bây giờ mà bệnh đau cái bụng bự gì đâu mà. Bởi trong kinh Phật nói đúng là muốn sống không được, muốn chết không yên, đúng là thê thảm thì quý vị. Quý vị coi công đoạn đi rồi quý vị thấy cái bụng gì đâu mà bự thế ghê. Rồi dài bữa này nhà Đức làm cái ký sự á, người có bàn tay bự niệm Phật giáng sanh. À, trời ơi cái bàn tay nó bự thế ghê. Cái tay bự dữ lắm, bự và bự bằng cỡ bắp chuối như Đức vậy đó. Nó nằm như bự bằng cỡ bắp chuối như Đức vậy đó. Cái tay bự vậy đó. Cái từ cái cánh tay này dài xuống dưới cái bàn tay nó bự vậy đó. Mà nằm vậy mà niệm Phật cái mặt cười tươi rói. Ghê không? Đúng là pháp môn tịnh độ này đặc biệt chưa? Thân bệnh đau mà tâm thì an lạc. Hay chỗ này. Quá hay. Thân bệnh đau tâm an lạc. Bữa nay đồ phát cho các cụ thường trụ người hai bộ hết rồi đó. Kệ, mình cũng đặt cho người ta. Bây giờ lỡ người ta mai hơi dài gì chút thì kêu mấy cô cắt giùm nghe các cụ. Tại vì nó mai nhiều quá cụ ơi. Thì mấy cái giải đó những Đức lựa, không biết các cụ bận có mát hay nóng không biết nữa. Mát không các cụ? Thật sự mà nói mình sống mà mình lo cho nhau gì là thấy hạnh phúc các cụ. Khi mình lo cho nhau mà mình vui là mình thấy mát lắm các cụ. Còn nếu như mà mình buồn là bận đồ mát nó cũng nóng nữa. Còn con người mà nó đã vui rồi bận đồ nóng nó cũng mát nữa. Nó mát từ tâm sanh ra các cụ ưu. Đó. Không, mình sống mà mình quan tâm cho nhau gì là hạnh phúc lắm các cụ ơi. Tuổi già mà các cụ ở đây gì mà những Đức có tâm thương yêu lo các cụ là các cụ thấy hạnh phúc, các cụ hạnh phúc các cụ. Được rồi đó. Qua tuần sau bữa thứ tư á, bữa thứ tư nghe, là con cháu các cụ mà thường trụ bên Đại Tùng Lâm này nè, sắp xếp được thì đến đây buổi chiều tối đó đó, cũng giờ này nè, khoảng cỡ 5:30 có mặt đây. Bữa thứ tư tuần sau á, là mình tổ chức cái du lan cho các cụ thường trụ của mình. Chúng chùa này thôi nè. Chúng chùa này thôi. Rồi ai có cha mẹ gần gần thì trở lại chứ. Còn các phái đoàn thì thôi tùy quý vị. Tại vì mình còn mấy ngày nữa mình tổ chức 3 ngày du lan rồi. Nhưng mà thứ tư những Đức tổ chức cho các cụ thường trụ trong chùa. Rồi mình cài hoa đồ cho các cụ. Rồi nếu mà có ca sĩ thì những Đức mời vài ca sĩ hát cho các cụ nghe. Còn không có ca sĩ thì những Đức mời tu sĩ hát. Hiểu chưa? Thế thì sao được chứ? Thấy hay ghê không? Nó rồi á. Không, mình phải có cái lễ như vậy đó. Đối với thường trụ trong chùa mình, quý thầy, rồi quý cụ, quý cô đồ, được ngồi chung với nhau như một gia đình.
chứ cái bữa mình tổ chức Du Lan đó đại chúng mình có ngồi chung gì đâu. Nên mình phải nghĩ cho người trong chùa mình sống với mình chứ. Nên quý vị nghe lời nhà Đức nè, cái gì cũng từ vợ chồng gia đình mình trước nghe. Vui an lạc rồi mới tới người ta nghe. Chứ mình chạy đi lo cho người ta mà mình để nhà ở trong người trong nhà mình á, mặt mày bèo nhèo như con mèo, nó chửi mình chết một. Bây giờ nhà Đức lo cho các cụ gì thì mấy ngày lễ các cụ nhiệt tình phục vụ người ta. Tại vì thầy đã tổ chức Du Lan cho mình rồi, thầy cho mình ưu ái trước người ta rồi, vậy thì còn nói gì nữa, đúng không? Rõ ràng đó. Nên á, thứ hai á, thì bên chùa mới, thứ hai bên chùa mới nó là tổ chức Du Lan bên chùa mới. Ai có con cháu gì ở bên đó đó thì con cháu nghe được mà vô được đó thì ngay thứ hai qua tuần nè. Bữa nay thứ năm rồi, thứ hai qua tuần đó là buổi chiều khoảng có 5:30 có mặt ở chùa. Mình lỡ mình cũng chúc ông bà cha mẹ mình ngày Du Lan. Nó những đức tổ chức vậy đó để cho người trong chùa được ngồi với nhau vậy nè. Rồi quý thầy quý cô đồ đi cài hoa cho các cụ đại chúng nó vui. Nó rồi cho các cô cài cho các thầy cài cho các cô. Các cụ ông cài cho các cụ bà cài cho các cụ ông. Nói vậy thôi chứ cài sao cho phù hợp, thấy không? Chứ mà cài mà bậy bạ kẹt lắm. Kiểu hồi xưa giờ mà nam mà chưa từng cài cho người nữ á, tự nhiên mình cài ngay chỗ này mà nó khó vậy đó, tay nó rung rung mà. Mình lấy tay mình cứ sọt sọt vô áo hoài mà sao nó không dính, kỳ cục ghê. Cứ cài hoài mà cài không được. Cái cô kia nói mô Phật. Thí chủ cài nhanh dùng đi. Cài gì mà chậm quá vậy thí chủ. Hiểu không? Thôi kệ, bây giờ mình sắp xếp làm sao á, tự nam cài cho nam, nữ cài cho nữ, chứ không có lộn xộn được. Tu tu chứ cái tay này nó khó tu lắm. Kỳ cục ghê. Hiểu không? Không mà nói chuyện mình pha pha vài câu vô với quý vị ơi, làm cho người ta mà đỡ buồn ngủ. Nên nhiều người ta phái như Đức là mệnh danh là một ông thầy giảng hài hước nhất. À, thấy không? Những Đức mà gọi là đi thi, mà gọi là thách thức danh hài cho kiếm số tiền về mua sữa cho các cụ uống được á. Thấy chưa? Nên từ đó quý vị thấy không? Rõ ràng cái tâm này là cậu an rồi còn gì? Rồi tất cả người ai cũng vui, mà vui lên nghe. Các cụ để ý nghe. Những Đức giảng pháp nghe, ban đầu mới vô nhìn các cụ không đẹp bằng khi một tiếng sau. Ngộ ghê. Chúng mình một tiếng sau đẹp lắm. Tại vì sao biết không? Giống như nó được nạp pin đó. Thấy không? Mới lên là giống như chưa đủ hơi. Mà khi mà mình nói chuyện là giống như bơm hơi. Chú gọi là mới lên có nhiều cô mặc gì nè. Vậy mà một tiếng sau nhìn mấy bạn gì nè. Hùng mang lên với tự bơm hơi với ngộ ghê. Vì coi ngày chủ nhật đi quý vị, vì coi những buổi giảng chủ nhật đi rồi những Đức nói bị ngồi một mình cũng cừ. Những Đức nói không bao giờ bị buồn được. Những cái ngày chủ nhật, những ngày lễ, những ngày giảng này bị ngồi không bao giờ bị buồn được. Một mình ở nhà giảng cừ. Có bà kia bà nói nè, chồng con nó để ý con thầy. Con nghe pháp của thầy mà nó để ý con nghe. Xong có lần con nghe pháp xong con bước ra nghe, chồng con nó lỡ nó gờ chán con thầy. Nó gờ chán con gì nè. Xong nó lấy tay nó gờ qua chán nó. Để nó coi coi chán nào nóng hơn. Mà không ngờ nghe thầy nó gờ xong nó nói nè, ủa bà đâu có nóng đâu, thấy bà mát quá mà. Xong con hỏi, ủa anh nói vậy là ý gì vậy? Sao tôi thấy bà ngồi bà cười mình, tôi tưởng nó bà khùng. Rồi xong cái bà này bà nói, anh có biết vì sao em cười không?
Vì sao bà cừ? Nghe pháp cừ, chứ đâu phải cừ mình đâu mà khùng. Bây giờ ông gờ chán tôi thử coi, nóng hay lạnh? Ông gờ ông nói chán của bà mát quá, chán ông còn nóng hơn chán tôi nữa. Tại vì nãy giờ tôi vui tôi cười nên người tôi nó mát mẻ sảng khoái. Thấy không? Đó, thì thấy không, Phật pháp hay không? Ngồi một mình nghe mà vẫn cười được một mình. Rồi hồi chiều có một cái gia đình mà hai vợ chồng, hai đứa con với thêm hai người nữa là cha mẹ, cả gia đình nghe mình giảng. Rồi đến chùa gặp những đức mừng quá trời mừng luôn. Cái bà vợ nghe, bà đi với ông chồng mà tự nhiên bà nghe pháp mình giảng, bà mừng, bà vui, rồi bà an lạc, rồi bà cởi mở tâm tư sao á, tự nhiên bà quên mất tiêu ông chồng đứng kế bên. Trời trời, kinh khủng thiệt. Bà chạy lại bà ôm như đứa cứ ngắt là chào chào. Giống như là mình giảng mình làm cho người ta vui, vị người ta cởi mở tâm tư, người ta gặp mình người ta mừng, người ta cảm ơn sao á. Chồng bà đứng kế bên luôn, bà chạy lại bà ôm như đứa cứ ngắt. Xong chồng làm nè: "Ê, làm gì bà?" Chồng tưởng như mà lỡ ôm thầy kỳ cục. Bà nói: "Quên nữa chứ." Đúng là kinh khủng không? Có nghĩa là làm như mỗi ngày mình giảng á, bà vui á, bà an lạc, bà cởi mở tâm tư, bà cảm ơn mình chứ bà không có ý gì chân á. Quá mừng rồi khi gặp mình. Bà nói là nghe 3 năm rồi mới đến gặp. Rồi cha mẹ nghe trời mừng, đừng có nói nữa. Trời ơi, chồng bà đứng kế bên mà bà chụp hình là bà ôm tay mình cứ ngắt. Nó thôi thôi, trời trời, cô buông ra, ổng ghen đánh nhân đức bây giờ. Rồi xong ông chồng nói một câu này: "Không, không sao đâu thầy, con hiểu thầy. Tại vì thầy giảng, vợ con vui, từ khi mà thầy giảng mà nó nghe tới giờ đó là nó rất là vui rồi, con sống trong gia đình con hạnh phúc dữ lắm. Nên con cảm ơn thầy dữ lắm. Bây giờ vợ con nó có ôm thầy con cũng có ghen gì đâu." Đúng là nói một câu ghê thiệt chứ. Nghĩa là quá tin tưởng luôn. Cái nói: "Ông đừng có giao cho tôi nghe." Ông giao cho tôi nguy hiểm á. Trời ơi, mắc cười ghê vậy, thấy không? Nghĩa là những cái buổi giảng đơn giản mà lạ thay nó cởi mở tâm tư. Cái quan trọng là gì quý vị biết không? Nó quy về niệm Phật cho quý vị. Nó quy về niệm Phật á quý vị à. Trời ơi, cái người niệm Phật á, cái danh hiệu A Di Đà Phật còn một danh hiệu là vô lượng an lạc. Con người mà buồn phiền niệm Phật thì vui chứ làm sao? Con người mà bất an niệm Phật thì an tâm chứ làm sao? Con người bệnh đau niệm Phật thì khỏe mạnh, mà không khỏe thì chết. Vậy thôi. Giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ con người bệnh mà thì niệm Phật, thì niệm thì nó thọ mạng còn thì nó khỏe, còn không khỏe thì chết. Hai con đường này chắc chắn là không chạy đường nào mà thoát hết, chắc chắn quý vị luôn. Nên các cụ trong chùa mình, có bà cụ già bây giờ mới gặp như đứa hỏi thầy: "Thầy, con xin hỏi thầy, thầy nhìn con coi, con niệm Phật có thể khỏe không thầy?" Những đức nói chắc chắn luôn, bà niệm Phật thế nào cũng khỏe. Mình nói câu thế nào cũng khỏe, cái câu thế nào cũng khỏe là chưa có hoàn toàn chắc chắn. Tại vì sao? Nếu như thọ mạng của bà đến lúc sao bà khỏe. Nhưng mà mình nói câu là bà niệm Phật thế nào cũng khỏe, cái câu này ý nghĩa sâu sắc lắm. Để biết sao sâu sắc không? Là vì nếu mà bà không khỏe ở cõi đời thì bà khỏe ở cực lạc. Hiểu chưa? Ở cõi đời này nó khỏe vô thường, ở cực lạc nó mới khỏe mãi mãi. Nên bà cứ niệm Phật đi. Nếu ở cõi đời này bà dứt cái duyên nợ trần thì bà sanh về cực lạc, bà nhất định khỏe 100%. Có nhiều cách. Trong nhà Phật dạy rất nhiều cách. Nhưng mỗi người chúng ta khi mình được ở chùa, hoặc là mình đi đến đây ở trong chùa, thời gian mình được ở trong ngôi Tam Bảo, những việc mình ở trong chùa mình làm công quả, hay mình lên chánh điện mình tu,
hay mình niệm Phật. Nói tóm lại là những việc thiện, việc tốt, chúng ta đều phát tâm chân thật, nhiệt tình, hết lòng. Từ cái tâm đó gọi là cái tâm mà cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống và cầu siêu cho ông bà cha mẹ đã chết. Nhớ. Mà chính cũng cái tâm đó nó cũng là cầu an cho mình đó. Tại vì mình sống tận đáy lòng rồi, hết lòng hết dạ rồi. Khi mình sống hết lòng hết dạ là mình sẽ an thôi. Thí dụ như con người mình mà sống giả dối thì mình sẽ bất an à. Quý vị để ý đi, khi mình sống giả dối mình sẽ bất an. Nên người xưa câu nói gì nè: bằng ngày nghĩ gì bằng đêm thấy đó. Bằng ngày mình nghĩ những thủ đoạn lo âu sợ hãi, tâm địa ác, thì tự nhiên tối lại nó chiêu cảm cái điều ác vào giấc mộng của mình, làm cho mình sợ hãi. Nên khi một con người mà tâm địa không tốt, họ mà gặp ác mộng, họ sẽ sợ hãi vô cùng. Nhưng con người mà đã thiện tâm, dù họ có gặp ác mộng đi chăng nữa thì họ cũng bình thản. Tại vì họ nghĩ rằng lương tâm họ đến với người cũng đã thật lòng hết mình, nhiệt tình vì người. Nên cái gì nghiệp quả đến là đến, chứ bản thân của họ không có cái gì để gọi là bất an từ tâm. Nhớ. Mà khi cái tâm mình an là cầu an chứ gì. Ví dụ như tâm mình đang an, mình cầu an cho mình. Mà tâm mình đang an thì mình cũng giúp cho người khác gặp mình được an. Mình mà bất an thì người khác gặp mình cũng bất an. Tại vì mình bất an, ai gặp mình mà an nổi. Thí dụ như mình sân si, người ta gặp mình, ai mà vui nổi khi gặp người sân si, bị nghĩ đi. Cái bị bực bội sân si, ai gặp mình mà vui nổi. Mình vui thiệt vui, nhưng mình gặp người sân si, mình sẽ hoàn toàn tránh xa ra. Cái cảnh giới của người an vui và người sân si, nó sẽ tách ra, nó không có nhập lại được quý vị. Thí dụ như thế giới cực lạc thì sao? Cực cùng cực an lạc. Vì cái quốc độ cực lạc, người ta toàn là an lạc không à, ta toàn là vui không à, toàn là thiện không à. Nên người ta tập trung về một cái thế giới cực lạc. Còn cái cõi ta bà của mình là nó tạp quá, nó vui buồn lẫn lộn trong đây nè. Mà chính cái tâm mình, quý vị thấy rõ ràng không? Lúc mình vui, lúc mình buồn. Lúc mình an là cầu an được, còn lúc mình bất an sao cầu an. Nên lúc mà mình an, bản thân mình an là mình đang cầu an cho người thân mình. Còn lúc cái tâm mình nhìn thấu buông xuống là mình đang cầu siêu cho mình, cầu siêu cho người thân mình. Còn nếu như tâm mình bất an, lấy đâu cầu an cho người ta. Tâm của mình nặng nề cái cõi đời này còn hơn cái gì nữa, lấy đâu cầu siêu. Mình đã nặng nề cõi đời thì nó gớt xuống. Còn mình nhẹ nhàng cõi đời mà mình niệm Phật thì nó thăng lên. Nguyên lý nó là vậy thôi. Phải nhớ. Nên mỗi người mình nghe đạo phải cần được dưỡng cái tâm. Mình cần phải dưỡng cái tâm mình làm sao cho cái tâm mình nó thường an lạc, nó thường vui á. Là cái hình thức đó đó là cái hình thức độ sanh. Hình thức đó là hình thức độ sanh. Nên con người nghe đạo, con người mình nó hướng đến tích cực mà sống. Mình hướng đến tích cực là mình nghĩ á, con đường mình đi á, mình hiểu từ đây đi đến đây á, nó là một đời người. Mà trong một đời người này á, đoạn đường từ đây đi đến đây nó sẽ làm được sự nghiệp đó. Rồi từ đây đi đến đây sự nghiệp này sẽ chấm dứt của một đời người. Nên những đức từng nói rằng người hại người ta là oan uổng cho thân mình. Vì người ta sẽ đi từ đây đến đây, nó sẽ tạm dừng cuộc đời người. Mà mình đi xen vào mình hại người ta là mình tạo tội nghiệp tam đồ ác đạo. Đây gọi là hại người oan uổng thân mình 100% luôn. Nên mình hiểu nguyên lý này rồi, ai làm được điều tốt mình khỏi cần phải bất bình, mình khỏi cần phải ganh tị chi, gì họ đi từ đây đến đây sẽ dừng. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Ngài là Phật thì Ngài có thể sống hoài cũng được. Nhưng mà cái giáo pháp của Ngài khi giảng xong 49 năm thì dừng lại và Ngài phải nhập Niết Bàn. Cái quy luật của con người đến với cõi đời là như vậy đấy. Chúng ta sẽ có nhân duyên, mình làm được một khoảng đoạn đường rồi tức khắc sẽ dừng lại. Rồi có khi bản thân mình sẽ trở lại làm nữa không chừng.
nhưng mà thay hình đổi xác. Hoặc là mình không đến nữa thì sẽ có người đến nữa, tính vào nhân duyên phước báo của chúng sanh ở khu vực đó, và sẽ có người đến. Quý vị nhớ rằng, thí dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, đệ tử các ngài rất là nhiều. Dù các ngài nhập Niết Bàn rồi, trong cái cảnh giới thiền định của các ngài, cảnh giới giải thoát của các ngài, thì cái duyên nó sẽ đến cái nơi đó để hóa độ. Người đệ tử này đến độ thời gian, người đệ tử này về, người đệ tử khác sẽ đến độ thời gian, người đệ tử khác về, cứ như vậy mà đến. Nên bản thân mỗi người chúng ta đến với cuộc đời này, mình chỉ làm được một khoảng thời gian thôi, không có ai mà làm hoài hết á, chỉ làm một khoảng thời gian. Nhớ nghe, bất cứ việc gì trong cuộc đời này chỉ làm khoảng thời gian. Bây giờ mình có nặng nề, lo âu đủ chuyện gì đi chăng nữa, thì cái khoảng thời gian từ đây nó đi đến đây thì nó phải chấm dứt. Còn phước duyên chúng sanh ở địa phương đó còn tồn tại thì tức khắc sẽ có người xuất hiện ra để mà làm. Còn chúng sanh ở địa phương đó không có duyên phước, vì có đào tạo cỡ nào nó cũng không có cái người thứ hai. Tại vì sao? Vì tính vào phước duyên của chúng sanh ở địa phương đó mà sẽ có người đến, tự sẽ có người đến, mà người đó tự nhiên sẽ rất giỏi. Lạ kỳ, dù không được rèn luyện cũng giỏi nữa. Còn mình có cố công rèn luyện, nó không giỏi vẫn là không giỏi, khả năng nó chỉ như vậy vẫn là như vậy. Vì sao? Vì tính vào nhân duyên mà độ sanh. Tính vào nhân duyên mà độ sanh. Tất cả những nguyên lý này mình hiểu rồi thì người làm cha, làm mẹ, làm thầy hoàn toàn sẽ rất bình thản về nội tâm. Con người mình sẽ rất an vui tự tại. Hãy làm đúng trách nhiệm của mình cho đặc biệt. Dù mình tạo ra cái cơ ngơ lớn cỡ nào thì bản thân của mình hãy nhiệt tình mà làm với cái cơ ngơ mình đã tạo ra đi. Mình tạo ra đồ chúng đông cỡ nào thì bản thân mình hãy làm đúng trách nhiệm của mình, hãy làm đi. Rồi đến một ngày nào mình phải buông xuống, đó gọi là nhìn thấu, buông xuống. Nguyên lý nó là như vậy thôi quý vị à. Nên tu học á, mình nhìn thấu thì tâm trạng mình rất an lạc và rất tự tại. Trong cái cõi đời này nếu kêu mình lo thì lo nhiều lắm. Không biết bao nhiêu sự lo mà mình không có lo hết được đâu. Mình hãy làm hết lương tâm mình thôi, rồi mình dành thời gian của lương tâm mình nó an lạc tự tại niệm Phật, để mà mình hướng về cực lạc, để làm tấm gương của người niệm Phật sanh cực lạc chứ. Đó, bây giờ mình làm cha mẹ người ta, mình lo cho con cái quá trời luôn, sự nghiệp gì cũng để lại cho con hết chứ, rồi bây giờ kêu mình lo gì nữa giờ. Nhiều người già trong chùa mình nè, họ sanh con, họ nuôi con, họ lo cho con cái xong hết trơn rồi. Bây giờ nè, con cái lỡ nói cha mẹ ơi con khổ quá, mình nói một câu thôi mày về giùm tao đi, cả cuộc đời tao cũng khổ quá trời luôn, tao tạo ra xong tao để lại cho mày hết trơn rồi, tao cứ vợ gả chồng tao để lại cho mày hết trơn rồi, tao đi vô chùa tao mang cái thằng già cả tao đi vô chùa thầy lo cho tao, bây giờ mày vô đây mày nói khổ với tao, tao cũng biết mày khổ rồi, tao làm sao với mày nữa. Bây giờ thằng cò này bây giờ còi cọc rồi con ơi, thôi để cho mẹ lo niệm Phật để mẹ về cực lạc, còn cuộc đời con tiếp nối phải khổ thôi con à, mẹ cha ngày xưa cũng khổ, con bây giờ tiếp nối cũng khổ y rang thôi, bây giờ mẹ cha chỉ để lại cho con một điều này, đó là con cố gắng con nghe pháp niệm Phật đi, rồi con sẽ hiểu cái nguyên lý của nhân sinh cuộc đời này, rồi khi một ngày nào con già tự con biết, con già thì tự con biết à, hiểu không? Bây giờ mình kêu nó dừng, nó không có dừng đâu. Mình kêu nó dừng, không bao giờ nó dừng, nó không có chịu dừng. Nó không có nghe lời mình dừng đâu quý vị à. Tại vì nó đang lao trên đoạn đường mà nó giống như tốc độ mà sao dừng. Rồi đến một ngày nào già như mình đi rồi tự nhiên nó sẽ biết. Nó sẽ biết rằng là cả đời mình nó giống như buổi trưa mà mình đi bắt bóng. Thật sự quý vị biết từ trẻ cho đến già chúng ta hãy nhìn nhận sâu sắc đi, mình bắt bóng trong cái cuộc đời này đó quý vị à. Đến khi già rồi quý vị mới thấy được mình không bắt được cái gì. Rồi cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào, quý vị cầm cái gì theo mà giật giành. Không có cái gì trong cuộc đời này mà mình giật giành được đâu quý vị ơi. Có phần thì tự nhiên sẽ có, còn không có phước thì không có phần. Thấy không? Bây giờ có những đứa con nó còn nhỏ nó đeo theo mình, đeo như Sam vậy. Mình chỉ cần buông nó ra một chút thôi là bắt đầu nó khóc hòa lên, mẹ mẹ mẹ. Nhưng thử nó lớn lên khoảng 14, 15 tuổi đi,
Quý vị sẽ thấy rõ ràng luôn. 14, 15 tuổi hoặc nó biết đi chơi, nó biết tạo cái sự vui của bản thân nó rồi, quý vị sẽ thấy à. Nó hoàn toàn, nó sẽ tránh xa quý vị ra. Khi nó tìm quý vị là nó có ý đồ mới tìm quý vị. Xin cái này, xin cái kia, xin cái nọ. Cần cái này, cần cái kia, cần cái nọ. Khi nó được cái nó cần thì tức khắc nó sẽ xa quý vị. Khi quý vị nói với nó nhiều quá thì nó nói một câu gì nè: nhức xương quá, mệt quá. Mỗi lần gặp là nói mệt mỏi còn hơn cái gì. Thấy chưa? Nhưng mà lúc đó còn nhỏ xíu á, thì nó đeo đặn, nó bám víu quý vị. Vì sao? Vì nó không bám víu quý vị rồi nó sống làm sao? Nhưng khi nó sống được rồi thì bản thân nó sẽ tức khắc xa quý vị. Quý vị thấy không? Và chính bản thân mình quý vị thấy rõ ràng. Ngày xưa mình còn nhỏ cũng y gan con mình bây giờ. Mình xa cha xa mẹ mình chút mình chịu đâu có nổi đâu. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi, mình có một cái mối tình của cuộc đời mình rồi, tự nhiên mình muốn gần người tình của mình hơn là gần cha mẹ. Mình bám víu người tình của mình. Và khi có chồng có con thì bắt đầu mình lo cho một gia đình. Có vợ có con là mình lo cho một gia đình của mình. Là cái sự xa cách cha mẹ, bản thân mình cùng với cha mẹ càng ngày càng xa cách đi. Rồi một ngày nào cha mẹ mình chết đi thì mình nhỏ dài giọt nước mắt đối với cha mẹ, cũng như là một đời đưa tiễn đi bằng vài giọt nước mắt đó. Rồi mình trở về hoàn cảnh gia đình mình, rồi tiếp tục mình cũng phải lao theo cái dòng sống của cuộc đời. Cái dòng sống cuộc đời tiếp tục mình phải lao theo. Rồi một ngày nào con của mình nó cũng nhỏ dài giọt nước mắt để đưa tiễn mình đi đến an nghỉ cuối cùng. Nhưng sự an nghỉ cuối cùng này nó có cuối cùng hay không quý vị? Sự sinh tử luân hồi này nếu như chưa sanh về cực lạc làm sao cuối cùng được đấy? Không thể nào cuối cùng được. Cái dòng sanh tử này nó lộn tới lộn lui. Bữa nay mình làm cha mẹ người ta, mai mốt mình làm con người ta, rồi mai mốt mình làm vợ chồng với người ta, mai mốt mình làm ông nội ông ngoại với người ta. Quý vị coi cái dòng sanh tử này nó cuốn hút vậy đó. Nên bây giờ mình nghe Phật pháp rồi, quý vị mới nhận thức được một chút. Để bản thân mỗi người chúng ta lo mà niệm Phật, lo mà tu, lo mà sống thiện. Nên cái tâm mà cầu an, cầu siêu cho ông bà cha mẹ của mình ấy, là chính bản thân mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, được ngồi đây, và Phật tử khắp nơi nơi mình được mỗi ngày nghe pháp niệm Phật. Cái tâm mình an, mình sẽ cầu an cho người thân. Cái tâm mình siêu là nhìn thấu cuộc đời, là sẽ cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình đó. Nhớ nghe. Giờ mỗi người chúng ta trong tháng 7 này làm con cháu thì chân thật niệm Phật, rồi làm thiện làm tốt, nghĩ thiện pháp nhiều. Mình đem cái công đức phước duyên mình tu tập của đại chúng này nè, rồi mình làm những việc thiện việc tốt gì đó, rồi mình nguyện hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống, chân thật cầu siêu cho ông bà cha mẹ đã chết. Ông bà chúng ta bây giờ có khi còn đang đọa tam đồ ác đạo, nên họ đang chờ mình mỗi ngày hồi hướng cho họ đó quý vị ơi. Khổ lắm quý vị ơi. Còn sống thì chia cho nhau cơm ăn áo bặn, chứ chết rồi thì chỉ có phước báo thôi, để cầu siêu cho họ thôi điều là tốt nhất. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đọc 12 lời đại nguyện nghe, để mỗi người chúng ta còn sống, hay hương linh, thai nhi, hay là tất cả quan gia trái chủ đi theo chúng ta, ai cũng đều phát nguyện để cầu sanh cực lạc. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà,
Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Đây là 12 lời đại nguyện. Mỗi người chúng ta nên chân thật phát nguyện cả đời mình niệm Phật, dù gặp cảnh ngộ trở ngại gì, khổ đau gì, bệnh đau gì, cũng quyết tâm niệm Phật, để đời này chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.